Sắp hết rồi, lần này lần cuối rồi, vãi nồi. Xong rồi hai cái ít tùng chắc cổ rồi đó. Chắc cổ là chơi để con Moira ít tổ mít để chơi ra một chơi con Maria. Tuyệt quá vậy đấy. Ờ, mà DLC thì thường là thế, kiểu nó phải giải thích những cái chưa rõ ràng ấy. Đấy thì Chuckle là giải thích lý sao ông già cứu được con này đấy. Không phải là giải thích vì sao con này sợ máu à? À sợ đạn à? Sợ súng nhỉ? Tôi nghĩ là ông già nó hợp lý hơn. Còn cái kia là cái hồi bé rồi, sao lại hợp lý? Đây đoạn đấy không nói rõ này. Đấy không quan trọng. Rõ ràng quan trọng hơn là làm sao ông già cứu được con Moira nó có thể hợp lý hơn. Rõ ràng như thế à? Làm nào để thằng già cứu được con Moira ạ? Thế đứa bé đi với ai không biết. Chứ ông bảo là sinh hai đứa sinh đôi còn gì nữa. Ồ vâng, à đúng rồi, hai đứa sinh đôi. Ơ à, vâng, hai con ăn hại đi với nhau rồi. Quá là vô dụng. Ngon rồi. Tôi sẽ tắt luôn để phòng bị lỗi. Không phải là nó không kiểm đồ ạ. Đồ đạc quái, vào rồi kiểm con này ngu sư. Lần trước đánh là cứ bắn trâu rồi đúng không? Lần này bắn trâu đâu, chả còn bắn điểm yếu đâu. Bắn đến lúc nó ngã ngửa ra thì vào bắn điểm yếu đấy. Chứ căn điểm yếu con này khó quá hết rồi. Hôm trước là cố căn không được, xả đạn ạ. Xả đâu còn gì, bom lửa nó tiếp thương hết vào sớm. Mà mất cả mớ ra rồi. Giữ lại một ít để phòng để đánh tiếp lượt 2 còn có đồ mà dùng ạ. Đánh mình có mặt này. Chữa hết cả đạn đi. Oh no you didn't. Oh no you didn't. I understand how you feel now, Albert. That's not enough to live. Trang sen là chuyển nè. Đâu, trang sen gì biến đổi quái. Trang sen hình như là có tên với cái thẻ nhớ trang sen đúng không? Chịp. Nghe quen hình như cái thẻ 512 mê của Nokia ngày xưa là trang sen. Trang sen là vượt quá khả năng của con người. Úi dồi. Tốt hơn, lớn hơn, vượt ấy. Chỉ là vượt xa cái gì tất cả lên. Nó phải là dạng cả hàng hết luôn. Phải là si wet cơ, nghĩa là con wet cơ à? Si wet cơ gái ấy. Đây rồi, ngon luôn. Ừ, ngon luôn. Tưởng nào đi lượm đó đây. Tôi đi. Tôi nhớ là nhiều dục. Nhanh hết. Bạn, tôi đi lượm đồ ra. Mãi như một chó. Chúc may mắn. Đây nó ra có vẻ sớm tại vì nó luôn ra đấy. Tự nhiên đi bộ ra đấy là chui áo xuống là kinh. Có quái mà căng. Đứng đâu ấy? Đây, mẹ con. Nhơn. Tôi nghĩ để giành Bắc Nam không vậy? Cho lượt 2. Mấy nồi bắn được rồi bắn này. Bắn lúc nó ngã ngửa ra lộ điểm yếu ấy. Thì đây, nãy là bắn nó điểm yếu mà. Thế mới bảo á. Đặt ngắm rồi. Thế thì ăn cướp rồi, đâu đã tỉa. Đấy. Đặt tỉa. Đặt tỉa, mấy hồng ghiêng áo ấy. Rifle ammo đây này. Nó tăng đạn mà, tôi nhìn ở máy tôi tăng đạn đây này. À ừ, đạn tỉa là tôi nhặt ở gói thứ hai. Còn gói đầu thì ném cái đạn ngắm. À. Vừa ném nó hai viên đạn ngắm xong rồi. Đạn tỉa ok. Thấy không? Đạn rifle ammo đấy. Được, nó cho nhiều đạn ngắm ấy rồi. Có thằng vứt đi rồi. Con rồi. Được rồi.
Sao kia. Thằng kia có thể phá hộ với cái chai lửa. What? Ngãi rồi. What the what? What the ơi. Giờ tôi đủ tiền đâm đất đá rồi. Được rồi. Họ nó bắt chó mà mình lên theo tao xem nào. Họ lại lại bắt con cái gì đấy. Nó đây à. Rồi rồi. Mày xỉu tao không gây đam được á. Mặc dù là đúng thế thật. Chú giận. Mà ăn gì đấy. Em kể xí đấy. Ờ. Ờ. Bạn đen xì rồi. Mặc nằm là mò là không điên. Quá nổ nhiều. Chạy như con chó. Nhớ gà cho khẩu đá to hơn đấy nhá. Rõ ràng, nãy cài nhầm cho khẩu kia rồi. Nãy cài nhầm một phát thôi, may khẩu đấy ít đạn. Bắn khẩu cùi chứ. Bắn hết luôn. Nhưng mà kể cả đằng nào cũng phải cắt điểm yếu mới bắn. Nó ăn nó gần mình này. Đây này. Ăn chết rồi. Giống như chuối. Chắc lúc đấy là cái lúc dễ dễ vào điểm yếu nhất rồi. Kìa. Kìa. Đủ hàng chưa con? Đủ hàng chưa con? Đau chưa? Ui kia ra bá rồi. Đây đang bắn cái đít của nó đây. Tôi bắn hết. Cam kìa, quá bị nó cam luôn. Tôi bắn hết, tôi nằm rồi. Ui, còn thuật súc vật. Bên kia còn nhiều đồ để phá. Có để được. Hiệp 2. Người khủng cứ phá cứ bằng người. Bom nổ nhá. Nó làm gì đấy? Xe lấy được nữa này. À đây rồi. Lát lát rồi. Bom nổ nhá. Hết bom rồi. Nó sợ rồi, nó sợ rồi. Có phải đi không phải. Mình vừa quát nó đổ, ok có cái thùng nữa nè. Nếu phải thùng. Không phải, nhầm, nhìn cái góc nhầm rồi. Bên này thì khá chắc là thùng. Mày tưởng nó một tạo khung vây đa. Mặc dù đừng thế thật. Em cao cao. Đấy, cứ để nó, cứ để nó, đấy, dễ hơn, tôi cảm giác dễ hơn đi. Ủa, nhầm, em xin lỗi, em xin lỗi. Không, mình chạy về phía nó rồi. Cô sẽ cầm cái rửa mặt cho. Tôi hết đồ nghề rồi đấy. Đấy, vừa cho cổ bom nổ đấy. Bom chứ. Rồi, phó mặt xuống nào. Tôi đi làm. Này, 8 viên tỉa đấy. Ủa, chết rồi. Chết rồi, khói độc, tôi sắp chớ rồi. Không để ý ạ. Tôi thế mà. May mắn. Tôi rửa mặt nhá. Mày bắt, phi bừa đứng đường rồi. 8 viên tỉa. Hết đồ rồi nhá, bắt đầu hết đồ rồi chơi rồi. Tôi vừa cho 8 viên tỉa đấy.
8 viên tiền đấy là mắng. Số đấy nó đi vào người mình mà người mất máu ạ. Xin chào đấy. Đây à, nó đây này. Ồ hộ. Đúng. Khụt lên ngang mãi hồi ra ấy. Chúng nhiều mà. Hết đạn rồi. Không còn đạn để chơi đâu. Ừ, nó khô lại là nó rụng vào trong đống độc. Khô nữa đi con. Quả. Quả đấy không trúng được, là kỳ tích rồi. Chết à? Ăn cả đi. Được, em trượt rồi. Đúng luôn nhảy à? Và mắc 5 này. À, lại thêm 4 viên nữa, để chơi à? Dí tôi à? Dí sao mà sai lầm rồi. Chơi bởi hèn nhát nhẹ. Có cửa này. Đi được. Bom độc. Tôi nghĩ là dụ nó hút đầu vào trong cái đống lửa này là ngon lắm rồi này. Này dụ tao này. Dụ dụ. Tôi ném nó mất máu ấy thôi. Ném phát nó chảy máu ấy. Kìa kiếm đồ. Reed là gì không biết. Đứng lên, đứng thẳng người đấy. Ờ. Quân hết giá trị. Nó còn chảy máu đấy. Đấy, tôi ném. Nó hồ. Dồn đam. Dồn đam, dồn đam. Tôi cho là thấm. Quả như thế mà không thấm à? Quả như vừa rồi mà không thấm á? À? Chảy máu kìa. Tôi ném gạch nó chảy máu. Không thể máu hay chảy tức thế nhỉ. Nhìn như bãi xít đi, không phải là máu đâu. Máu đấy, bãi ngồi. Đúng rồi, người nhẹ. Đây nè. Ờ, đây là chuẩn bị thò đầu, đây à. Đã đợi. Thò đầu tôi này. Thấy ra nhìn thấy không? Tôi không ý định làm gì nó mà. Chảy máu tiếp. Có, nó ngã rồi, nó đau kìa. Nó ấm rồi, yeah, yeah. Ốc chó. Xong rồi, đem tin. Ốc chó. Vẫn còn đủ đồ với hiệp 2 như đây rồi. Kể sơ đi phút. Còn 2 viên nữa, mãi nổi. Vẫn như cũ, vẫn như cũ. Khác biệt. Lên. Đây rồi. Đừng có lỗi gì là được. Mồm thối là quân im. Đây là đây là sự khác biệt. Trở thành Wesker hay được không? Dài 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 dài. Chuyển xác. Ừ. Băng. Băng băng băng. Nhớ hơn. Luật á. Bắn hết lạ luôn. À, tôi chơi con thằng quân, nhưng mà không phải dùng đèn pin mà dùng súng. Đâu, không được đâu sói ạ. Thằng Barry chắc sau là bị ngáo. Xong rồi chơi thằng này với con này với con bé thôi. Hoặc là không còn gì để chơi nữa đâu, đây là cảnh thôi. Đấy, survival này, trang phục này. Yeah.
trang phục survival của anh. Vậy là fucking technology. Mình ấm mặc cái áo bộ này trước rồi. Ừ, chưa xong đâu các con. Tiếp đi, tiếp đi, sao vui đâu. Tiếp đi. Bây giờ mới là cấp. Chắc đến cái cầu thang. Thì cái thang nếu đâu. À, con kia bắn hỗ trợ mình thôi, còn nó không liên quan đâu. Vẫn là hai đứa này thôi, con kia chỉ kiểu hỗ trợ thôi. 3 đến 1 đứa sói à, nhờn. Ngon. Hết rồi, tự nhiên đẩy, hết. Vừa sao? Rõ ràng là cảnh kim đã được cứu bạn đi rất nhiều ạ. Phải là kết này là nhân văn như vậy thôi. Ủa đấy. Ủa, cấp cuối rồi. Không còn gì để bắn đâu, phải nó. Nhảy rồi, nhảy rồi. À, vâng, thế rồi, không phải chơi rồi sao? Rồi, rồi. Rồi, rocket, rocket kia. Bố đánh to rồi. Ada, hay con nào không biết. Ada kìa. Rồi sao? Vâng, để cái tóc có vẻ ngầu. Trông nó sáng sủa hơn hẳn. Cho chơi đi. Hết đẹp rồi. Tôi nghĩ sẽ có người phải chết. Nó đẹp vãi rồi. Vãi rồi. Thôi xin lỗi. Ôi, ấy nó. Thôi sao rồi, ông bố rồi làm gì rồi. Thôi mày ngu ấy nó. Chả ngu. Thôi sao rồi, tôi xin lỗi ông quan, ông phải chết ạ. I have this. Ừ, đạn còn được có 2 viên với thằng ngu. Một con cover rồi, tôi bắn ngắm là quân bắn dưới, cố lên. Tôi không nghĩ thế đâu, tôi nghĩ chỉ có mình tôi chơi rồi, thấy nó. Con bé đâu rồi, lên đấy cùng rồi đấy hả? À, cầm tay cần lên là quân, rồi chơi tiếp rồi. Đang cầm đấy, nãy giờ đã đặt xuống đâu. Đạn không còn để mà chơi đâu, vãi nồi. Đây à? Defeat ở đây. Ờ. À, bấm thôi, chỉ có bấm nút thôi. Quân thể hiện đây tôi, xem kiểm trợ. Vâng, dụ ạ, tôi nghĩ thằng này dễ chết. Ờ, chạy, chạy đi thôi, tí chạy đi thôi. Ngon rồi, chẳng lại không còn đạn để mà chơi không. Ờ, tôi bị chạy. Bắn đi ạ, lo đừng bắn đi ạ. Tôi chạy đây, bắn đi. Đây, sang này, sang này, sang này, sang. Ngắm rồi gì? Đây rồi. Quá, đợi thằng kia hết ngày mất. Đấy không? Cứ bắn được thì bắn. Đạn còn mấy đâu bắn. Trong tôm của mày đâu? Ủa? Roger that! Don't miss! Nó ăn hết cái chỗ này chắc cũng phải bấm mồm. Bắn bậy đi. Tao có cảm giác mình vừa chạy một vòng nè. Ở dưới có đồ ấy. Thoát ra nhanh trước khi nó đến. Hớp. U. À, vần hết, vần cho vần hết đống này là xong. Tôi bán hộ chưa? Đây là tôi đứng đây, đá tôi vô hạn. Đó là hàng tiếp tế là phải vô hạn đạn rồi. Thằng con cứ đi thu đồ ấy. Đương nhiên. Nó là thằng kia bắn hộ luôn. Hình như tôi là đang chạy đúng đường rồi. Hoặc là hình như là vần nó thôi hay sao ấy. Có cảm giác cái chỗ này loanh quanh ấy. Nhưng mà còn ít cho thằng quân thú đồ ấy, nó bị ngáo rồi, tôi bắn. Thế là hết đồ rồi, đút hết sạch rồi.
đến trong khu này. Có ba rồi, và trong đấy tôi không giúp ông được đâu. Và trong đấy ông phải tự lo. Nhưng mà tốt nhất ông không được. Tất nhiên là tự dẫn ra ngoài rồi, nhưng cũng không thể chạy. Rõ ràng. Không hết phép đâu. Đây là đang đến đây. Chạy đi. Hình như tôi dùng hết xăng ở trong đấy rồi sao? Hình như còn một bình nữa. Ngắm đi à? Không phải 3 mét. Ơ? Chưa. À đây, đường này. Phải không? Sao mà lại xuống máy nhỉ? Máy không sợi. Rồi. Nó bịt cả đường rồi trong này ý. Phải nổi. Một nhịp kìa đổ lưu kìa. Ui. Thôi, nó đập trượt rồi, đập trượt rồi xong rồi. Bạo rồi. Nó đến thui rồi. Không nghĩ vậy. Ui, nó còn để lại cái phọt phọt gì ấy. Ờ. Cái đấy ông đần sau dùng bom mà. Hết rồi à? Đấy, dùng súng khủng. Ôi giời, dùng. Kết thúc à? Bắn chuẩn rồi, bắn rồi, không là hết mẹo ấy. Từ đầu tôi hai. Đang có giới hạn. Vâng, có vẻ như chúng không? Ủa, sao nó quay ít ở đây này? Có vẻ như vẫn phải một lúc nữa. Xong rồi. Rồi, xong. Một phát cánh tim à, nó đỡ vô dụng hơn à. Vâng. Hình như tất cả con boss khủng ở trong game này đều, con series đều giết bằng rocket à. Biến gì đó. Tôi tưởng bố chết rồi. Thịt kẹp. Ui, ngầu không? Hết rồi. Hết. Hết rồi, có sự. Biến. Lấy ra mà bắn ngay từ đầu ấy. Thôi, khi mà chuyển kịch tính ạ. Toàn cơn kẹp ạ. Rõ ràng, đam của tôi là đam chính. Nó nào nó để nó vần à. Chứ không, kéo đạn à. I know I should have let you have your space. Con chú đang ngồi cắn kìa. Cẩn thận. Con này hết phép rồi. You held your own out there, Moira. Tóc ngắn rồi, bao rồi. Hình như tóc vẫn thế nhưng mà trước nó buộc lên à. Đâu, lần trước nó còn búi tóc đằng sau nữa. Chết mày. Ừ. Rồi. Anyway, let's let these guys come in and clean up. So. Kiểu thằng già lại bảo cho các con đi bố lại cản cho. Mà cả ngu ấy rồi, lên máy bay mà bắn nó làm gì ở dưới không biết. I'm gonna go back to being a father. Vâng, kết cục thì giết ngon bằng rocket ạ. Hình như tất cả con boss series, cả series toàn thế ạ. Rồi, rồi. Cẩn thận, một ngày nào đấy ông phải thức tỉnh. Ngon ạ. Không có công. Đấy là tìm cái căng thẳng. Quá rồi. Sao cái kết này nó không làm thành kết chính luôn đi. Để kết ai... kết phải là kết phụ chứ. Phải rồi, nếu thế kết này kết chính thì chả còn ai muốn tiếp tục nữa. Thế này nó mới chuẩn. Phải rồi, chứ không thì chơi xong chửi bé nó game luôn. Chứ là chúng nó làm cái này để cứu người ta là một lần nữa. Nó xàm quá. Tôi chỉ không thích một chỗ ở đáng tí là nếu mà thay đổi cái kết là con siêu bắn thì cái đoạn sau phải thay đổi hết để bắt người ta phải chơi lại. Cười. Cái thay đổi này mãi rồi, nó phải có cái kiểu lựa chọn như kia nó nó giấu đi bố ai biết được. Giấu đấy. Nên nó phải cho kiểu chọn là chạy đi cứu hoặc là kệ nó. Rồi ra hai kết khác nhau. Phải giấu béo một cái đi ạ. Kể cả thế thì tôi thấy vẫn trả ra thì hợp lý. Để con này bắn thì sống. Còn để
để con kia bắn con này phải chết. Chả hiểu ở cái đoạn đấy nữa. Đúng là nếu mà khác nhau ở cái đoạn đá rơi. À, đấy thì thế tôi bảo là thay đổi cảnh đấy thì sẽ phải thay đổi cảnh đằng sau, okay? Sẽ là con này thoát được cái vụ đá đấy chẳng hạn. À, nhưng mà nếu mà con bé mà thoát khỏi vụ đá ấy thì sẽ chả có phần chơi của thằng Barry nữa. Thì thằng Barry đến đây cứu con gái thì quá gì nữa. Thoát là kiểu gọi là cành nhà nổ nhà niếc gì thôi. Kiểu con kia thì vẫn nhảy ấy. Con này là kiểu kẹt lại trong đấy rồi chứ không phải bị đá rơi. Vãi đá rơi vẫn sống. Ở đấy vẫn vô lý vậy. Đấy là lý do mà chúng ta phải nạp tiền. Đấy là lý do mà ai muốn hiểu tại sao bỏ tiền ra mua DLC. Đấy là lý do mà anh Thà tự nhiên xuất hiện. Thằng duy nhất nhân vật phụ còn sống lại ạ. Đấy, bây giờ chơi thì sẽ biết là sao nó chết đấy. Chết khô, chết... Duy nhất nó chết về già hay sao ấy. Cái nó không bị hóa giom đâu. Nó chết già thôi. Ủa, thế là cũng đẹp rồi. Đợi hết cái ống này nữa. Bây giờ có thể lên xem YouTube rồi. Không gì để mà xem. Hết bé rồi. Rõ ràng là cảnh cuối. Hai con bắn súng kết hợp với nhau. Tiếp này mới trọn vẹn. Cái này là cái... Đúng rồi. Cái kia là mất hai đứa. Mất hai đứa phụ luôn. Khi nó chả biết được không chết. Nam ba thì ha vẹo thôi chứ con kia vẫn thế. Chẳng qua nó không ra đâu. Hay là tôi lại nghĩ này. Liệu hay là do kết này nó quyết định cái DLC kia nó sẽ ra như nào không biết. Cái gì cơ? Hay là nó kiểu là cái kết tệ thì DLC Circle sẽ ra một cái khác mà. Kết tốt. À phải rồi, thì không liên quan đâu. Thì vì cái Circle như là kiểu gì cũng là thằng già cứu được con kia về hay sao. Vậy thì đúng là kiểu như là con kia đằng nào cũng sẽ sống ấy. À. Nhưng mà cái nhưng kia... mà kia thì nó không ra, cái này nó ra. Nhảm mấy rồi. Mặc dù cái việc đấy nó chả liên quan gì cả. Đấy, chả liên quan chả hợp lý gì đấy. À, cái cốt truyện đã tưởng như hoàn hảo thôi đến cái kết game cũng cứ. Tôi nhắc thả đừng làm cái đừng làm cái kết tệ ấy. Thì con bé ra là hợp lý rồi thì kiểu gì con bé vẫn sẽ ra. Cái kiểu live stream hành động phải gây ra không liên quan là rõ ràng là ai mà chơi được cái kết này ngay từ đầu thì sẽ cảm thấy mãn nguyện là xóa luôn rồi, có thể kết thúc đẹp luôn mà chắc ít không biết lắm cái quả với khẩu súng nó nhanh mà
kể cả mình đã chuẩn bị sẵn rồi mà nó chỉ diễn ra đúng một giây thôi, thằng nào mà không thể nháy không kịp là mất một cơ hội ạ. Ui giời, đây là hết rồi này. Chịu. Mấy kia vẫn cứ lại bằng một tập như bình thường. Thì chắc cũng lâu. Ôi ơi. Đây rồi đấy. Quay rồi, tự chạy cái gì không biết. Unlock cái gì đây, unlock cái gì? Chắc ok. Vũ khí, vũ khí đấy. Đại Phùng Sơn Chicago. À đây này, giờ này chắc phải được ép hết rồi. Từ đầu đến giờ retry đúng một lần. Do thằng Quân. Chú Lâm Khải. Cái quả ngáo ngáo gì vậy? Thần kinh, cái quả đấy là hết máu rồi. Bị tự sát ạ. Ôi dồi. Vẫn chưa hết rồi. À đây rồi, nối lại phần sau rồi. May mà mình đợi em. Vâng, đi gặp thằng cảnh sát trưởng rồi. Ngon rồi, may là tôi chưa cắt đi, không thì mất béo đoạn phim. Thường after credit. Ôi dồi. Hoa anh biết. Leon, Leon xuất hiện. Leon, Leon. Là đi gặp, đi thăm bọn kia, phải không? À. May mà chưa tắt. Excuse me. Hey Polly, you see my jacket over there? Natalia, are you upstairs? Come on down and get ready. Vâng, nuôi vâng, mình sống cùng vâng. Tôi chết mày. Vẫn mặc cái áo đấy nhỉ? A cage. Went in search of a bird. Con này vẫn nguy hiểm vậy nào. The bird is gone. The bird. Cười, tụi nó cười nó phát này. Rồi, rồi quay vào mồm. Ôi trời. Hết. Hết rồi, hết rồi. Ôi trời. Ôi trời. Hà. Quá lâu rồi. Quá lâu rồi. Vẫn thế. Dù retry đã một lần, vãi tỷ lệ bắn thì ép thằng Quân bắn toàn ra. À, tỷ lệ bắn biết được tính cái gì nữa. Vãi lần này bắn cẩn thận hết rồi. Ít đạn nên bắn cẩn thận, vãi là nồi ra rồi.